Một vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Nhân ngày lễ Mother's Day năm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe bài đọc đức tin với tựa đề Tấm lòng người mẹ. Mục sư John Haggai kể lại câu chuyện thật về hoàn cảnh gia đình ông và tấm lòng của bà khi chăm sóc đứa con tật nguyền. Chúa đã ban phước tuôn tràn trên gia đình tôi với một đứa con trai 8 tuổi. Cháu bị bại và chỉ ngồi được trên loại xe lăn đặc biệt với thành ghế dài đỡ cả thân mình. Một vị bác sĩ sản khoa nổi tiếng trong nước chịu trách nhiệm đem cháu chào đời vào thế giới này. Nhưng đáng tiếc thay, vị bác sĩ này lúc đó đang ở trong một nỗi buồn thống thiết và ông ta tìm giải khuây qua các chai rượu thay vì đến với quyển kinh thánh phước hạnh. Bởi vị bác sĩ này đã say khướt trong lúc giúp đỡ đẻ nên đã hết sức cẩu thả trong trách nhiệm, khiến nhiều xương trong thân thể nhỏ bé của con trai tôi bị gãy khi chào đời. Vị bác sĩ nắm một chân của cháu kéo mạch ra. Không cần phải nói, quý vị cũng biết việc này khiến cháu bị xuất huyết não, gây tổn thương trầm trọng cho đứa con sơ sinh của chúng tôi. Trong 3 năm đầu của cuộc đời đứa trẻ nhỏ bé này, 8 vị bác sĩ cho biết cháu không thể nào sống được. Trong 2 năm đầu của cuộc đời cháu, nhà tôi phải đút cháu ăn mỗi 3 giờ với một dụng cụ đặc biệt. Mỗi lần cho cháu ăn như vậy, nhà tôi mất nửa giờ để chuẩn bị thức ăn và nửa giờ sau đó để lau chùi và đem cháu trở lại giường. Trong suốt 2 năm đầu đó, nhà tôi không một lần ra khỏi nhà bất cứ vì lý do gì. Và bà cũng không bao giờ ngủ được một giấc ngủ quá 2 giờ cả. Nhà tôi là cựu thành viên trong ban nhạc nổi tiếng ở tiểu bang Virginia và đã thắng giải thưởng ca sĩ xuất sắc trong vùng ấy. Trước khi rời ghế nhà trường, bà là một cô gái trẻ nổi tiếng với giọng hát thật độc đáo. Lúc 20 tuổi, bà đã được nhiều nhạc sĩ nổi tiếng trong nước tuyên bố bà có giọng hát nổi bật nhất trên toàn nước Mỹ. Từ lúc lên 13 tuổi, bà đã trở thành một ca sĩ quen thuộc với nhiều người và thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Bà được nhiều thanh niên hâm mộ giàu có theo đuổi với những hứa hẹn một cuộc sống huy hoàng cho tương lai. Nhưng bà đã từ chối để chọn ưng vị mục sư nghèo này, là người cũng không có hội thánh để quản nhiệm. Bây giờ, sau 5 năm thành hôn, thảm kịch đã xảy ra. Toàn thể câu chuyện thật đau thương. 8 vị bác sĩ nổi tiếng trong nước tuyên bố rằng con trai chúng tôi không thể sống được. Từ một con người của công chúng, nhà tôi giam mình trong 4 bức tường của một căn nhà nhỏ bé. Giọng hát tuyệt vời của bà không còn làm cho thính giả say mê với câu chuyện của Chúa Giê-xu nữa, nhưng bây giờ đã tắt lặng, hay nói đúng hơn, rỉ rả với bài hát ru con. Đó há không phải vì bà là người trưởng thành thuộc linh, nên đã để yên toàn thể tài nguyên của Đức Chúa Trời để sống từng ngày một với đứa con tật nguyền sau. Kinh nghiệm thương tâm này đã khiến bà bỏ qua mọi lý lẽ của mình để sống với trái tim của người mẹ. Cháu John Edmund Jr., tên của con trai tôi, đã tiến bộ rất nhiều mặc dù cháu vẫn còn bị bại. Tương lai của cháu thật khó ai đoán được. Chúng tôi vui mừng vì cháu đã dâng lòng mình cho Chúa Cứu Thế Giê-xu và cho thấy những dấu hiệu về một sự quan tâm xác thực đến những điều thuộc về Chúa. Tôi dành tất cả sự dâng hiến tấm lòng cho Chúa Giê-xu và khuynh hướng tuyệt vời của cháu cho người mẹ sáng chói. Hết lòng đặt Chúa Giê-xu làm trung tâm điểm của cuộc đời, người đã hết lòng chịu khổ trong kỷ luật, sống từng ngày một của cuộc đời.
Chúa cứu thế Giêsu, vì yêu thương chúng ta nên Ngài đã làm hơn thế nữa. Ngài từ bỏ thiên đàng vinh hiển, từ bỏ địa vị của một Đức Chúa Trời, hạ mình xuống thế gian, chịu chết thay cho quý vị và tôi để cứu chuộc chúng ta. Hầu qua ân điển của Đức Chúa Trời, qua tình yêu của Chúa Giêsu và quyền năng của Chúa Thánh Linh, người tiếp nhận Ngài được sanh lại, trở nên người thuộc linh, người mới. Trên phương diện thuộc linh, Ngài là mẹ của chúng ta. Chúa hứa rằng, người mẹ có thể nào quên cho con mình bú, hoặc không thương đến con ruột của mình chăng? Dù người mẹ quên con mình, ta vẫn không bao giờ quên con. Này, ta đã chạm con trong lòng bàn tay ta. Các tường thành của con luôn ở trước mặt ta. Ê-sai đoạn 49, câu 15-16. Muốn thật hết lòng.